Xuân Tú xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút hàng ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Bản tin đang được phát trực tuyến trên các nền tảng Hưng Yên TV Go, fanpage tin tức Hưng Yên 24/7, HITV. Và bây giờ là những cập nhật mới nhất trong 10 phút của bản tin. Sáng nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2022, ngành lao động thương binh và xã hội đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội. Các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 được triển khai kịp thời. Tại Hưng Yên, năm 2022 đã tuyển sinh đào tạo nghề cho trên 52.000 người, tạo việc làm mới cho trên 25.000 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm còn 1,93%, giảm 0,62% so với năm 2021. Năm 2023, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu các địa phương tiếp tục xây dựng hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật về lao động, người có công và xã hội, ổn định thị trường lao động hiện đại, linh hoạt, bền vững, hiệu quả và hội nhập, hoàn thiện phát triển hệ thống an sinh xã hội, bao trùm toàn diện, đa dạng và nâng cao khả năng tiếp cận của các nhóm đối tượng, như là đối tượng yếu thế. Sau một thời gian phục chế, nghiên cứu, tham vấn từ các chuyên gia để đánh giá về 3 chiếc trống đồng và 1 chiếc thố đồng, phát hiện đầu năm 2022 ở thôn Ngọc Loan, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm. Đến nay, Bảo tàng tỉnh Hưng Yên thống nhất đưa các hiện vật này vào bộ sưu tập văn hóa Đông Sơn. So sánh đồng dạng cho thấy, các hiện vật phát hiện tại thôn Ngọc Loan có cấu tạo và hình dáng tương đồng với một số trống thuộc thời kỳ văn hóa Đông Sơn, cách ngày nay khoảng 2.500 đến 2.000 năm như trống Hoàng Hạ phát hiện năm 1937 tại Hoàng Hạ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Trống Cửu Cao phát hiện năm 1964 tại xã Cửu Cao, huyện Văn Giang. Việc phát hiện các hiện vật này là minh chứng rõ nét cho thấy từ trước công nguyên, vùng đất Văn Lâm Hưng Yên ngày nay đã có con người đến tụ cư sinh sống. Đây là lần thứ 3 phát hiện trống đồng Đông Sơn trong lòng đất tại tỉnh Hưng Yên. Nhờ đa dạng hóa đơn hàng, đa dạng hóa thị trường nên kết quả sản xuất, kinh doanh, thưởng Tết cho người lao động của công ty cổ phần Mai Hưng Long 2 trên địa bàn phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên vẫn đạt khá. Năm 2022, doanh thu công ty đạt trên 240 tỷ đồng từ việc gia công hàng may mặc xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh. Trong đó, hàng jacket chiếm đa số. Thưởng Tết bình quân của hơn 1.000 lao động đạt 18 triệu đồng một người. Đến nay, công ty đã ký đơn hàng sản xuất đến tháng 5 năm 2023. Đây là kết quả của việc đón đầu đơn hàng dịch chuyển từ thị trường Trung Quốc sang. Trọng tâm sản xuất năm 2023, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư máy móc công nghệ để nâng cao năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, phấn đấu doanh thu tăng 20 tỷ đồng so với năm 2022. Hiện nay, việc giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên cả nước bị chậm. Trong đó, có một phần nguyên nhân do giá nguyên vật liệu như cát, đá, đất săn lấp tăng cao. Mặt khác, cũng do mức giá nhà nước công bố thường thấp hơn so với giá thực đang diễn ra ngoài thị trường. Điều này ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công các công trình, bởi doanh nghiệp đang gặp phải thực trạng. Càng làm càng lỗ, thi công càng nhiều, lỗ càng lớn. Tính bình quân giá cát đá trong năm vừa qua tăng từ 20 đến 30%, thậm chí có thời điểm cao hơn. Giá thép xi măng tăng khoảng 20%. Cùng với đó là giá xăng dầu tăng đang tạo ra áp lực lớn cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng. Hiện nay giá vật liệu được các tỉnh công bố hàng tháng để tính, nhưng theo phản ánh của các doanh nghiệp, giá công bố thường chỉ bằng 70 đến 80% so với giá thực khi mua ngoài thị trường. Nếu như một số mặt hàng rau củ quả giá cách đây một tháng ở mức cao, thì những ngày giáp với Tết Nguyên đán, giá các mặt hàng này đang giảm mạnh tới 60%. Khảo sát tại các chợ dân sinh, siêu thị, các loại rau cải ngọt, cải cúc, rau muống, cải xoong chỉ có giá từ 4.000 đến 5.000 đồng một bó, cải bắp 7.000 đồng một kg, su hào 5.000 đồng một củ, cà chua 15.000 đồng một kg. Các tiểu thương cho biết lượng rau xanh về chợ nhiều gấp 3 lần so với cách đây gần một tháng nên giá giảm mạnh. Ngoài ra, giá thịt lợn cũng đang giảm nhẹ. Hiện thịt lợn sấn có giá từ 85 đến 90.000 đồng một kg, ba chỉ 100.000 đồng một kg, giảm từ 10 đến 15.000 đồng một kg. Việc các mặt hàng thực phẩm giảm nhiệt vào thời điểm sát Tết giúp cho việc mua bán của nhân dân được thuận lợi hơn. Bệnh viện Vũng Tàu cho biết đang theo dõi, điều trị cho gần 20 học sinh lớp 6 của một trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, nghi ngộ độc thực phẩm. Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, các em được một phụ huynh đại diện hội cha mẹ học sinh mang gà rán và trà sữa vào để liên hoan cuối năm.
Sau khi ăn được khoảng 30 phút, nhiều em có biểu hiện chóng mặt, buồn nói, đau bụng và tiêu chảy. Phía nhà trường đã nhanh chóng đưa các em vào bệnh viện Vũng Tàu cấp cứu, đồng thời báo cho phụ huynh học sinh được biết. Sau khi cấp cứu, các bác sĩ đã cho các em uống thuốc. Nhiều trường hợp đã dần phục hồi và xuất viện, một số khác đang phải tiếp tục theo dõi. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tỉnh Lào Cai vừa giải cứu thành công cháu bé bị kẹt giữa khe tường của nhà dân rộng khoảng 25cm, không có lối thoát hiểm, không di chuyển được. Khoảng 16 giờ 15 phút ngày 13 tháng 1, người dân phát hiện cháu A, sinh năm 2014, trú tại phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, bị rơi từ tầng 2 và kẹt giữa khe tường của hai nhà dân. Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã chỉ đạo đưa phương tiện và hơn 20 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường phối hợp tiến hành khoan đục, cắt tường nhà, xác định vị trí chính xác để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cháu bé. Sau gần 30 phút, cháu A đã được giải cứu thành công. Hiện tình trạng sức khỏe cháu bé ổn định. Sau 2 năm tạm dừng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Hội Chữ Xuân Văn Miếu Quốc Tử Giám sẽ trở lại với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc. Hội Chữ Xuân diễn ra từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 29 tháng 1 với chủ đề Sư Đạo Tôn Nghiêm. Hội Chữ Xuân Quý Mão 2023 tôn vinh truyền thống tôn sư trọng đạo, hiếu nghĩa, hiếu học, trọng thầy, trọng chữ của người dân. Tham gia viết chữ là 50 thư pháp gia đã vượt qua kỳ ứng tuyển, đảm bảo đúng tiêu chí và yêu cầu của Hội Chữ Xuân. Cùng với hoạt động xin chữ đã thành truyền thống, Hội Chữ Xuân năm nay còn có nhiều hoạt động văn hóa ấn tượng đặc sắc trong không gian di tích. Cục Văn hóa Cơ sở Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có công văn gửi các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão. Theo đó, các địa phương đơn vị kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích lễ hội để trục lợi lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép, không để việc tổ chức dâng sao giải hạn biến tướng thành dịch vụ mang tính trục lợi, ảnh hưởng đến nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, không để các đối tượng lợi dụng lôi kéo đông người tại lễ hội để tuyên truyền quảng bá các hoạt động có dấu hiệu tà đạo, mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm quy định về thực hiện nếp sống văn minh. Theo một báo cáo mới được công bố, chính phủ Mỹ đang xem xét 510 trường hợp trình báo nhìn thấy vật thể bay không xác định UFO, tăng gần gấp 3 lần so với năm 2021, trong đó hàng trăm trường hợp chưa được giải thích. Theo báo cáo được trình lên Quốc hội, đa số trường hợp trình báo mới đến từ các phi công của Hải quân và Không quân Mỹ. Trong số hơn 500 trường hợp trình báo, gần 200 hiện tượng đã được giải đáp. Trong đó có nguyên nhân do bóng bay, máy bay không người lái, các loài chim, hiện tượng thời tiết và túi nhựa bay trong không khí. Tuy nhiên, những hồ sơ khác vẫn chưa tìm được lời giải thích. Đây là trọng tâm điều tra của Lầu Năm Góc, cơ quan tình báo và cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA vì lo ngại nguy cơ gián điệp. Một nghiên cứu mới được công bố cho biết gã khổng lồ ngành năng lượng Exxon đã dự đoán chính xác diễn biến của tình trạng nóng lên toàn cầu từ những năm 1970. Theo đó, trong quá khứ, các tài liệu nội bộ của tập đoàn dầu mỏ Exxon cho thấy công ty này đã biết về những mối nguy hiểm và tác động của tình trạng nóng lên toàn cầu từ những năm 1970. Trong khi đó, những doanh nghiệp khác trong ngành dầu mỏ còn biết được những tác động về môi trường của việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch từ những năm 1950. Dù Exxon biết chính xác về tình trạng nóng lên toàn cầu trong hàng thập kỷ, tuy nhiên họ vẫn công khai chống lại nhận định của giới khoa học về tác động của việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Công ty dược phẩm Đức BioNTech thông báo sẽ hợp tác với chính phủ Anh tiến hành thử nghiệm vaccine trị ung thư từ tháng 9 năm nay, mang lại những tín hiệu vui trong cuộc chiến chống ung thư của nhân loại trong gần 3 thập niên qua. Theo đó, các bệnh nhân ung thư giai đoạn đầu và giai đoạn cuối ở Anh sẽ được sử dụng vaccine công nghệ mRNA. Vaccine này có thể huấn luyện hệ miễn dịch nhận biết và tiêu diệt các tế bào ung thư nói chung. Vaccine tạo phản ứng miễn dịch trong cơ thể người bệnh để tế bào T, tế bào miễn dịch có thể sàng lọc và tiêu diệt các tế bào ung thư còn sót lại, đồng thời ngăn ngừa tế bào mới phát triển. BioNTech cho biết sẽ thành lập các trung tâm nghiên cứu và phát triển mới tại Anh, làm việc cùng phòng thí nghiệm Cambridge, đặt mục tiêu cung cấp 10.000 liệu pháp điều trị cho bệnh nhân ung thư từ tháng 9 năm 2023 đến cuối năm 2029. Một công ty Trung Quốc đã công bố con ngựa nhân bản đầu tiên của nước này. Ngựa nhân bản có tên là Chuang Chuang, là bản sao của một con ngựa nhập khẩu từ Đức, sinh ra vào tháng 6 năm ngoái tại phòng thí nghiệm Sinogen ở Bắc Kinh. Chuang Chuang là con đầu tiên trong loài ngựa máu nóng được sinh ra ở Trung Quốc và được Hiệp hội Công nghiệp Ngựa Trung Quốc chính thức phê duyệt. Việc nhân bản ngựa thi đấu và ngựa thuần chủng đã được thực hiện tại một số quốc gia từ đầu những năm 2000, đặc biệt là để cải thiện gen.
Con ngựa nhân bản đầu tiên trên thế giới được sinh ra tại Italia vào năm 2003. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin 18 giờ 30 phút hàng ngày xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại trên các nền tảng Hưng Yên TV Go, Fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HDTV. Và bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.